nhập vô một tên học viên giống như hồi nãy luôn, cho biết số môn học học viên này đã thi khi không đầu. Thì bây giờ thôi chúng ta cũng không xét tên 1, tên 2 gì hết nha các em. Mình xét miếng là dưới 5 xuất nhá. Đó, ở đây thầy thầy và là mình nhớ là mình gì real gì function. Các em nhớ có chữ C đây nè. Các em nhớ cái chỗ này là có chữ C, nhớ thầy chỗ này nè. Rồi tên của ví dụ như phần E câu 2. Đó. Rồi kiểu dữ liệu A cộng A. Nhớ là cái này nó có mở ngoặc. A cộng nè, tên học viên. Rồi ba cha, tại vì cái kiểu dữ liệu họ lấy mình đã biết rồi, mình đã làm nhiều rồi, là ba cha nhé. 50. Nè mấy bạn tập trung đi, mình nói chuyện nhé. Rồi, mình sẽ kiểu trả về return. Đó, dường như các em muốn trả về kiểu số nguyên thôi thì các em dùng là in. Nha. Đó, các em để ý ở đây nè, ở đây nhưng mà cái return này là có chữ S nha các em. Đó. Rồi, AS begin. Rồi, bây giờ coi nha, số môn học viên này không đọc thì mình đọc mình liên quan đến mảng kết quả luôn á. Select. Đây coi qua mấy phút rồi. Rồi mới có một. Select đúng không? From đúng không? Kết quả. Cái này thì giống như mấy cái bài trước thôi ha. Rồi mình muốn hiện tên luôn, let's join, let's join. In let's join cũng được nữa. Cái này in let's join cũng được nữa. Rồi, mấy bạn hỏi gì? Học viên. Được không em? B dựa trên là A chấm mã học viên nè. Bằng B chấm mã học viên. Chưa? Rồi, mình sẽ lấy ra được cái A chấm nè. Mình thầy muốn xuất nhập mã học viên. A chấm tên học viên luôn. B tiếp. Tại vì mình muốn hiện tên mà. Rồi đếm số môn. Đó, các em hãy đếm sinh viên hoặc đếm số môn cũng được. A chấm mã môn học. Môn biết sai á. Rồi AS số môn chưa đọc. Đây. Ở đây nếu mà mình lọc như vậy thì mình phải có gì các em? Mình theo dạng thống kê thì ở đây mình có gì? Group by. Thì cái bạn nào mà chịu khó nghe dạng một khoảng thời gian thì các em sẽ thấy được cái cách làm như vậy. Group by A chấm A học viên. Rồi ở đây bị sai chữ A. Phải lập tại đây rồi mà. À quên. Rồi, chỗ này đang bị lỗi biết sao không? Thầy thiếu chữ gì các em? Chữ bay nè. Rồi. Có nhiều lúc rồi. Số môn đi. Chưa đọc. Có nhiều lúc có nhiều cái lỗi đơn giản mà lại không để ý ha. Rồi, các em thấy ở đây là nó xuất ra rồi nhưng mà lưu ý là mình chưa lọc nha các em. Nhớ nha, mình chưa lọc theo cái tên học viên gì hết đúng không? Cái này đang sót hết. Số môn chưa đọc, mình chưa lọc. Mình muốn lọc chưa
chưa đầu thì sao, có nhớ này không? Que nhé. À, A chấm gì? Điểm nhỏ hơn 5 đúng không em? Đúng không? Đó, mình lọc mình tiếp nè. Thì nó giảm bớt đi cái này. Còn ở đây mình chưa tính là thi lần sau cùng hay cái gì hết, mình chỉ thôi cứ nghiêm miễn là học viên nào có điểm nhỏ hơn 5 là chưa đậu đi, mình chưa xếp lần thi sau cùng gì hết chỗ này nha các em. Được chưa? Đó, rồi nhưng mà mình muốn lọc theo tên nữa thì sao? Em. Đúng không em? A B chấm tên học viên bằng A cộng, cái này chuyển vào. Thầy coi mấy phút còn mấy phút nữa, rồi mấy 5 phút thôi. Hình như thầy đang phóng nó lớn quá đây rồi. Đó. Rồi cái này còn một cái nữa như vậy nè. Các em lưu ý như vậy, nếu mà các em không muốn trả về câu select này á, các em chỉ muốn đếm thôi. Thì ở đây các em sẽ viết như vậy nè các em sẽ declare, cái là khai báo một cái biến. Rồi A cộng số môn. Số môn chưa đọc. Bỏ cái này đi đó. Chưa đọc. Đó, các em sẽ gán nó vào đây. Đó, thì cái này cái khỏi AS nữa. Cái này là kiểu số nguyên. Các em để ý nè. Thầy, tại vì thầy muốn xuất trả về con số thôi. Rồi, ở đây muốn trả về số, mình return. Cái này. Rồi, bây giờ các em muốn test nè. Nghe tập trung đừng có nói chuyện hết. Rồi, muốn test nè. Mình sẽ print. Muốn test nha, print cái này. DBO chấm. Mình lấy nguyên cái này luôn. Rồi, nhưng mà như vậy nè, mình muốn ấy thì mình mở cái bạn học viên lên đó các em. Mở bạn học viên lên. Mình copy đại cái tên người này nhé. Đó. Mở ngoặc nhé. Cái này nó hơi khác chút. Đó. Rồi, vậy là người này có một môn chưa đọc, là số môn người chưa đọc là 1 nè. Thấy chưa? Đó. À, các em thấy thật ra câu lệnh này nó vẫn như giống như cái bên rồ CD như bình thường đúng không em? Chỉ có cái là các em để ý, các em chú ý cho thầy là khác là mình có khai báo biến, mình có cái return này, mình có chỗ này thôi. Vậy là ba cái điểm mà function khác với bên rock kia gì là gì? Nó có thêm chỗ return này nè. Thấy không? Rồi nó có, mình muốn khai báo biến là mình gán vô đây thôi. Bên đây là chị trả về một con số hay là một bảng hay là một gì, thầy chưa chỉ các em trả về bảng ha. Rồi bên đây có return đây nữa nè, thấy chưa? Nó hơi khác một chút, các em chú ý, hơi khác chút thôi. Rồi mỗi lần mình làm xong mình nhấn chuột phải refresh là nó cũng có đây, thấy chưa? Rồi chụp đi, chụp cốt, nhớ phần này phần test nha, không liên quan nữa nha. Nhớ là đang học trả về function dạng số nha. Được chưa?